Quý vị khách hàng đang tìm nhà ở gần với lại khu đô thị Thanh Hà, gần với lại cái trục đường đi ra tới Nguyễn Xiển thì căn nhà này mọi người đừng bỏ lỡ nha. Với giá chào bán rất là hợp lý, chỉ từ 1 tỷ 950 triệu đồng một căn và có căn nhà 2 tỷ tròn 2 tỷ 050 triệu đồng. Với căn nhà 30 m xây dựng 4 tầng, sổ đỏ đầy đủ, dọn về ở ngay. Với cái pháp lý chuẩn chỉnh có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị khách hàng lên tới tối đa 35 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Vị trí của căn nhà này là ở đâu? Là ở thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này rất là gần với khu đô thị Thanh Hà, đi lại giao thông rất là thuận tiện. Với ngõ trước nhà 1m6, cách với trục đường ô tô đi lại khoảng chừng 200 m mọi người ạ. Giao thông đi lại thuận tiện. Với căn nhà Ngọc Ánh đang quay và gửi tới quý vị thì giá chào bán là 2 tỷ tròn mọi người ơi. Ngoài ra ở phía bên trong của cái dãy nhà này thì có một căn nhà 1 tỷ 950 triệu đồng nữa. Hướng nhà là hướng Đông Nam, rất là mát. Căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Xung quanh căn nhà này có những gì? Đầy đủ những cái tiện ích, chợ trường, phường trạm, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, nó ăn theo cấy với cái khu đô thị Thanh Hà, cho nên quý vị nào mà làm đi làm của cái trục đường khu đô thị Thanh Hà thì căn nhà này rất là thuận tiện, rất là hợp lý với cái căn nhà 4 tầng về ở luôn. Mời người theo em vào cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà thì là cửa sắt sơn tĩnh điện đó. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà chỉn chu xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ bán ra nhà luôn. Với tầng 1 đây là phần phòng khách của ngôi nhà thì tất cả mọi cái phần hoàn thiện về cơ bản căn nhà này đều đã hoàn thiện xong hết. Gạch lát nền, rồi là hệ thống trần thạch cao, phần sơn, thiết bị vệ sinh đều đã được xong hết rồi. Chỉ việc xách vali về và ở, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ rồi. Ngoài xin nhắc lại một lần nữa, với cái căn nhà này vị trí thuộc thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đi lại rất là gần, nó cách khu đô thị Thanh Hà khoảng tầm 2,5 km thôi mọi người ơi, đi lại rất là gần nha mọi người. Đó, với cái phần hệ thống trần thạch cao đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi, điện, nước. Với cái tầng 1 phần phòng khách thì ở bên trong có cái phần phòng bếp. Đây là cái phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, diện tích 31 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ An Cường, chống cong vênh mối mọt, hệ thống phụ kiện bếp đi kèm đều được lắp đặt đầy đủ. Chậu rửa, vòi rửa, nước, đây. Kệ úp bát đều là chất liệu inox 304, rất là chắc chắn cho một cái ngôi nhà 4 tầng như thế này, thiết kế đáp ứng công năng. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp. Đây mọi người có thể nhìn này, kính ốp bếp màu đen còn chấm chấm như kiểu là ngàn sao mọi người ạ. Rất là hợp lý, chỉn chu. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 của ngôi nhà thiết kế thêm một phòng vệ sinh nhỏ nhắn ở đây cho quý vị sử dụng với tầng 1. Công năng về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái phần ngăn cách giữa phần phòng khách và phần cầu thang thì ở đây có một cái vách ngăn CNC, vách lam gỗ rất là hợp lý, bắt mắt mọi người ạ. Hệ thống tay vịn cầu thang của chủ cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết cụ thể đường hướng giá vị trí của cái căn nhà này. Ưu điểm lớn nhất của căn nhà này đó chính là gần gũi với lại khu đô thị Thanh Hà. Nhược điểm của cái căn nhà này, ngõ trước nhà hơi nhỏ một chút mọi người ạ. Ngõ trước nhà của cái căn nhà này nó chỉ khoảng tầm 1m6 thôi. Tuy nhiên thì nó cũng gần với lại trục đường ô tô, đi lại cũng khá là thuận tiện. Sau này ngoài xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này với trị giá 2 tỷ đồng có xứng đáng hay không. Ngoài đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì với ngôi nhà này thiết kế như sau: tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rất là rộng. Với cái phòng ngủ này thì nó sẽ rộng khoảng tầm 15 đến 16 m², có ban công mở hướng thực tế ra bên ngoài. Căn nhà này hướng Đông Nam rất là mát. Và ở đây thì có một cái căn nhà hướng Tây Nam với cái giá chào bán 1 tỷ 950 triệu đồng nữa mọi người nha. Vị trí của nó là ở bên trong thôi, còn đâu thì cái thiết kế của cái căn nhà nó tương đương với như cái căn nhà này. Đây là cái căn phòng ngủ phía tầng 2 rất là rộng. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim rất là chắc chắn, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà này là tông màu trắng cho nên là nó bật lên trong cái không gian của căn phòng này rất là rộng. Gạch lát nền cũng kích thước 60-60, vân đá màu trắng mọi người ạ. Tiếp theo với cái căn nhà phòng ngủ tầng 2 này thì có phòng vệ sinh ở phía bên trong.
Wow, phòng vệ sinh rất là rộng mọi người ạ. Đây, đây là cái phòng vệ sinh ở phía bên trong tầng 2, thiết kế theo kiểu master, phòng vệ sinh trong phòng ngủ. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc này, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá, rất là đẹp. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế nhá. Hệ thống nước ở đây, điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Bên trong phòng vệ sinh này là có một cái cửa sổ thoáng lấy không khí ở phía bên ngoài vào. Đây là tầng 2, vậy thì tầng 3 thiết kế ra sao? Mọi người theo em lên trên phía tầng 3 nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thì đây mọi người ạ, nó thiết kế tương tự như tầng 2, cũng có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đó, căn phòng này thì rất là vuông vắn, rộng rãi, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong căn phòng này. Ngoài ra thì cái ánh sáng tự nhiên vào trong căn phòng này thì nó quá là ngập tràn luôn. Rất là sáng, rất là thoáng, phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đây. Trong tất cả các phòng vệ sinh này thì đã được ốp gạch kích thước 30-60 lên trên tới tận trần mọi người ạ. Cho nên nó rất là sạch sẽ. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh tầng 2, tầng 3 lắp như nhau. Cửa sổ đây, mở được ra phía bên ngoài. Ôi, rất là mát luôn đấy mọi người ơi. Đây. Phòng vệ sinh nó không bị bí. Tiếp theo, mọi người đừng rời mắt khỏi cái tầng 4 của ngôi nhà nhá. Ngọc Anh sẽ đưa mọi người lên xem phía tầng 4. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trời ơi, bước chân lên đây nó mát lạnh luôn đấy mọi người ạ. Ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Tiếp theo, Ngọc Anh sẽ chia sẻ một chút về cái căn nhà này mọi người ạ. Căn nhà này diện tích chỉ có 30m² thôi, tuy nhiên thiết kế được 3 phòng ngủ, phòng thờ đây mọi người nha. Đây, đây là không gian phòng thờ riêng của cái ngôi nhà này, thiết kế rất là hợp lý mọi người ơi. Đây mọi người thấy đúng không ạ? Quý vị nào đang có những cái lô đất diện tích khoảng tầm 30, 31, 32m² mà chưa biết thiết kế ra sao thì có thể tham khảo video này nha. Chủ đầu tư thiết kế căn nhà này rất là hợp lý. Đây là cái khu vực để máy giặt này. Và đây là cái phần sân phơi này. Đó, ánh sáng ngập tràn trong ngôi nhà, rất là thông thoáng. Với cái không gian này thì nó cũng xem, nó còn rộng hơn cả một cái sân phơi của chung cư ấy mọi người ạ. Tiếp theo, đây là cái phần phòng ngủ tầng 3 của ngôi nhà. Như vậy, với một cái căn nhà 30-31m², hướng nhà đông nam mà lại thiết kế được tận 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm một cái căn nhà từ 1.950.000.000 này thì alo ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.